Đấy, cha Đình Tân vừa thi lốt vòng 3 vòng cuối cùng. Cũng rất là cảm ơn ban tổ chức. Coi như là vừa rồi đã thu xếp cho coi như Đình Tân thi ở cái vòng loại. Vòng loại của Đình Tân tuy rằng là nó một cuộc thi, nó bao giờ nó cũng có những cái sự coi bồn chồn nhất định, đâm ra là mình thi nó chỉ được ở cái tầm như thế thôi. Thế nhưng mà có một điều mà mình rất trăn trở và cũng là rất là cảm ơn ban tổ chức, là không hiểu ban tổ chức làm thế nào mà lại tổ chức cho anh em một cuộc thi rất vui vẻ như thế này, mà giờ phút này làm rất tốt. Cho hỏi Đình Tân hỏi một chút có được không? Vâng ạ. Vâng, Đình Tân hỏi là cái áo mà ban tổ chức mua để cho coi như anh em trích thủ đu có mua ở đâu mà chất liệu rất tốt mà lại rất co giãn mà tập rất hay, đượm mồ hôi cho anh em, thì đề nghị ban tổ chức cho một câu trả lời. Cái bộ áo này thì được chủ tịch Đào Đức Thịnh và anh phó chủ tịch Lương Văn Hùng đi tận nơi tìm. Thì đây là một cái hàng hãng, hàng xịn, thì đảm bảo về chất lượng, màu sắc, âm cũng như là tất cả các yếu tố để tập thể thao là thấm mồ hôi. Rồi. Như mọi người truyền lại là thấm mồ hôi. Thấm mồ hôi rất cái tốt. Đặc tính là giặt rất là nhanh khô, chỉ một tiếng là khô. Nhưng mà kể cả đang chạy coi như mồ hôi ướt cũng khô ngay. Còn nếu mà về tốt. Cái giặt thì mọi người cứ tập xong mồ hôi giặt xong cái lộn ngược ra treo lên phơi thì trong khoảng tiếng đến 2 tiếng là khô. Rất cảm ơn ban tổ chức đã coi xin cảm ơn cho anh. Mai anh đúng 6 giờ có mặt ở sân tốt. Để chụp ảnh tập thể nhá. Vâng, rồi, cảm ơn.